Bác khách chốt ngay bức tường Hạc Dương Liên từ cái nhìn đầu tiên. Theo như lịch hẹn từ trước thì bác khách đưa cả bố và các chú trong gia đình tới xưởng để tham quan và xem mẫu của bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Nhưng mà thật là bất ngờ khi mà bố của bác khách đã quay xe ngay từ lúc mà mở cửa phòng để bước vào trong cái phòng trưng bày. Ông nhìn thấy tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên đẹp quá. Các con hạc như mà đang bay ở trong không trung, cây tùng thì lại có bộ vảy rất là bông, từng nếp xếp vào nhau vừa tinh xảo lại vừa tự nhiên. Và những cái đóa hoa mẫu đơn thì nở rất là rộ và khoe từng cái cánh mỏng tanh, cũng làm cho ông rất là sao lòng. Lại thêm hai ông anh đi cùng cũng rất là ưng ý và nhận xét là anh cũng đi rất là nhiều nơi rồi mà bây giờ mới đến chỗ em. Nhưng mà nhìn thấy các cái đường nét ở chỗ em thì nhìn khác hơn. Bạn anh nó cũng mới mua bức tranh gần 150 triệu mà nhìn nó rối đó, không được tinh và tranh và có hồn giống như là tranh hạc này. Mà cái quan trọng mình thấy mình hợp duyên và mình thấy mình nhìn thấy nó âm mắt là theo con là chứ còn đúng là như chú Trung với cả Quân ấy phân tích mà treo để ra đấy. Thế là ngay lập tức tôi đã viết luôn cái giấy biên nhận đặt cọc trong niềm vui hân hoan của cả hai bên. Một buổi sáng thật là vui và ý nghĩa khi mà người chơi thì tìm được tác phẩm ưng ý và những người thợ như chúng tôi thì được phục vụ các cái bác khách mà có rất nhiều các cái đam mê. Và nếu như các bác còn đang đi tìm những cái tác phẩm tranh gỗ thủ công thì đừng quên là ghé thăm xưởng Bùi Gia nhé.